là bớt 2 tỷ luôn, bán căn nhà hai góc 2 mặt tiền tại phường 16 quận Gò Vấp. Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh nhà đất Hồ Chí Minh. Mình xin tự thường một tên là Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một căn nhà tại đường Thống Nhất, phường 16 quận Gò Vấp. Các bạn hãy theo mình khám phá căn nhà này. Và đây là mặt tiền trước của căn nhà này nha các bạn. Với diện tích bề ngang là 6m, chiều dài là 10m, tổng diện tích công nhận 60m2, gồm có một trệt, ba lầu, một sân thượng nha các bạn. Căn nhà có cả thang máy luôn. Lề đường thì rộng gần 6m, nên quý chị và các bạn mình có thể để xe hơi ở trên cái lề đường này. Đường trước nhà là đường 16m. Cặp bên một con đường, con hẻm rộng 5m nha các bạn. Con đường rộng 16m. Các bạn hãy nhìn ngắm căn nhà này ở phía bên ngoài một lần nữa. Có hai mặt nha các bạn, hai mặt, một mặt bên cạnh hông và một mặt. Góc hai mặt tiền nên đi vào căn nhà nhìn rất là thoáng luôn. Các bạn có thể cảm nhận được gió thổi rất là mát luôn. Khu vực này mình có thể làm khu vực đầu garage ô tô ở đây. Và phía trong sẽ là một khu vực bếp. Phía trong sẽ là khu vực bộ bàn ăn và khu vực bếp. Và sau này sẽ là khu vực toilet nha các bạn. Thang máy sẽ nằm ở khu vực lầu 1. Góc hai mặt tiền nên đi vào căn nhà nhìn rất là thoáng, rất là mát luôn nha các bạn. Tiếp đến các bạn hãy cùng mình khám phá khu vực lầu 1 của căn nhà này. Đây là khu vực lầu 1 của căn nhà này. Gồm có một khu vực phòng khách ở đây. Một căn phòng khách siêu rộng luôn. Và có một cái ban công ở phía ngoài. Bên này chúng ta sẽ có một khu vực để tranh ảnh và một cái bàn để mình ngồi đọc sách ở đây nha các bạn. Một căn phòng rất là chill luôn. Tiếp đến các bạn hãy cùng mình khám phá khu vực phòng toilet ở lầu 1. Một điểm rất là đặc biệt của căn nhà này. Khu vực bồn rửa mặt gồm có hai cái nha các bạn. Đây là một cái rất là tiện dụng luôn. Hai người mình có thể dùng cùng một lúc. Có cả một khu vực bộ bằng phòng tắm. Có cái bồn tắm ở đây và khu vực phòng xông hơi. Góc hai mặt tiền này mình lấy sáng lấy nắng rất là dễ luôn nha các bạn. Tiếp đến các bạn hãy cùng mình khám phá khu vực lầu 2. Mình sẽ đi khu vực thang máy nha các bạn. Khu vực thang máy là khu vực lầu 2. Lầu 2 tức là trên thang máy nó sẽ là tầng 1 nha các bạn. Đây là khu vực lầu 2. Lầu 2 sẽ có một phòng. Tổng căn nhà này gồm có 3 phòng ngủ, 5 toilet. Ở đây chúng ta sẽ có một căn phòng master ở phía dưới. Căn phòng master siêu rộng luôn nha các bạn. Siêu đẹp luôn. Có một cái ban công ở phía ngoài nhìn rất là thoáng luôn. Và bên này là khu vực tủ đựng áo quần. Và khu vực này mình làm khu vực bàn trang điểm ở đây. Tương tự như khu vực phòng ở phía dưới thì phòng này chúng ta cũng sẽ có một khu vực toilet ở đây nha các bạn. Cũng sẽ có hai bộ bồn rửa mặt ở đây. Siêu đẹp luôn nha các bạn. Khu vực toilet ở đây và một cái bồn tắm ở đây. Một khu vực tắm đứng. Tiếp đến các bạn hãy cùng mình khám phá khu vực lầu 3 nha các bạn. Đây là khu vực lầu 3 của căn nhà này, mình đang đi khu vực thang bộ. Lầu 3 chúng ta sẽ có 2 phòng và 2 toilet. Hai căn phòng này dùng cho con của mình có thể ở trong này nha các bạn. Hai căn phòng nhỏ. Nói là nhỏ so với căn nhà này thôi nha các bạn, chứ còn
So với nhiều căn nhà thì căn phòng này cũng có thể là gọi là căn phòng master được luôn. Cũng rất là rộng luôn nha các bạn, chứ không có chật. Có một khu vực ban công ở phía trước, nhìn rất là thoáng luôn. Và bên này sẽ có một khu vực toilet. Tiếp đến các bạn hãy cùng mình khám phá khu vực phòng ở phía sau. Đây là căn phòng ở phía sau nha các bạn. Đây, căn phòng ở phía sau. Có một khu vực giường, tủ. Góc hai mặt tiền nên căn phòng này sẽ lấy nắng lấy sáng rất là dễ luôn nha các bạn. Và đây là khu vực bồn rửa tay, bồn tắm đứng nha các bạn. Và khu vực toilet. Tiếp đến các bạn hãy cùng mình khám phá khu vực sân thượng của căn nhà này. Đây là khu vực sân thượng của căn nhà này. Khu vực này mình có thể làm khu vực phòng thờ ở đây. Và ngoài sẽ là một khu vực ban công. Sẽ là một khu vực ban công siêu rộng luôn nha các bạn. Ở bên này vẫn còn một khu nữa để mình có thể phơi áo quần ở đây. Mình xin tổng hợp lại thông tin cho các bạn cùng tham quan căn nhà tại đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp. Với diện tích bề ngang là 6m, chiều dài là 10m, tổng diện tích công nhận 60m², gồm có một trệt, 3 lầu, một sân thượng, 3 phòng ngủ, 5 toilet. Căn nhà hướng đông bắc phù hợp cho quý anh chị và các bạn nào mình hợp hướng tây tứ trạch. Hiện tại anh chị chủ nhà đang kẹt tiền nên đang giảm giá từ 15 tỷ 6 còn 13 tỷ 6 vẫn còn thương lượng. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0901 240 289. Ngoài ra để nhận nhiều hơn những căn nhà đẹp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các bạn vui lòng những đăng ký kênh, đồng thời nhấn nút chuông. Các bạn có thể tham quan website nhadất.hochiminh.com.vn để nhận nhiều hơn những căn nhà đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.